3 người đã tử vong trong vụ ngộ độc rượu ở Kiên Giang. Bắt 9 người trong đường dây giao bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Bộ Tài chính lại có đề nghị nóng về xăng dầu với Bộ Công Thương. Cả một đời cống hiến, có giáo viên khi về hưu lương chỉ hơn 3 triệu đồng. Ba người đã tử vong trong vụ ngộ độc rượu ở Kiên Giang. Thưa quý vị, vào chiều 7 tháng 11 vừa qua, sau khi ăn nhậu ở đám tang, 14 người đã nhập viện vì ngộ độc rượu. Đến nay, ba nạn nhân tử vong bước đầu xác định là do ngộ độc methanol. Liên quan đến vụ 14 người cấp cứu sau khi ăn nhậu tại đám tang, ba người nguy kịch, đến chiều 12 tháng 11 đã có thêm một số nạn nhân nữa tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi trong vụ việc này lên 3 người. Theo đó, vào chiều 12 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã bàn giao thi thể bệnh nhân DVG cho gia đình để lo hậu sự. 3 ngày trước, hai bệnh nhân khác trong vụ ngộ độc rượu cũng đã không qua khỏi. Họ là VVA, 37 tuổi và DVD, 29 tuổi, cùng ngụ tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Ngoài các nạn nhân kể trên, những người còn lại đã khỏe và được xuất viện. Sau khi lấy 4 mẫu rượu tại đám tang để xét nghiệm, đến nay, cơ quan chức năng xác định có một mẫu chứa hàm lượng methanol vượt mức cho phép. Từ căn cứ này, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Kiên Giang bước đầu kết luận đây là vụ ngộ độc methanol. Như Dân Trí thông tin, vào chiều 7 tháng 11, sau khi dự đám tang một nạn nhân tử vong, nghi là do ngộ độc rượu methanol ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, 14 người đã phải nhập viện vì ngộ độc rượu. 5 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc nặng được đưa vào khoa hồi sức chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã lập tổ công tác để xác minh nguyên nhân, điều tra nguồn gốc số rượu và lấy mẫu kiểm nghiệm. Bắt 9 người trong đường dây giao bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Thưa quý vị, thông qua các trang mạng xã hội, nhóm 9 bị can tiến hành thu thập thông tin của người khác và đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online rồi giao bán cho người khác để kiếm tiền chênh lệch. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ngày 12 tháng 11, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người về các tội danh đánh bạc, thu thập tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị can bao gồm Nguyễn Trọng Dương, 22 tuổi, Vũ Văn Mạnh, 23 tuổi, Nguyễn Trọng Huy, 21 tuổi, Phạm Như Thuận, 20 tuổi, cùng trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Xuân Thuận, 30 tuổi, Nguyễn Trọng Thắng, 30 tuổi, Nguyễn Trọng Tân, 21 tuổi, Đỗ Văn Nam, 35 tuổi, cùng trú tại tỉnh Nam Định và Nguyễn Hoàng Nam, 43 tuổi, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Trọng Huy có hành vi giao bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra phối hợp thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đã thu giữ được 49 điện thoại di động các loại, 17 giấy chứng nhận nhân dân, căn cước công dân, 32 tài khoản ngân hàng, trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác, 112 thẻ SIM của các nhà mạng, 64 vỏ thẻ SIM, 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác. Bước đầu, các bị can khai nhận thông qua các trang mạng xã hội tiến hành thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng, những người này bán cho người khác để kiếm tiền chênh lệch. Lãnh đạo Công an của huyện Đông Hưng cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không chụp, chia sẻ hình ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân lên các trang mạng xã hội để tránh bị đánh cắp thông tin. Bộ Tài chính lại có đề nghị nóng về xăng dầu với Bộ Công Thương. Thưa quý vị, cụ thể là Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Bộ Công Thương, các thương nhân đầu mối báo cáo chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam, thời hạn là trước 10 giờ ngày 15 tháng 11. Công văn được ban hành sau khi Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp rà soát, tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu để phục vụ kỳ điều hành giá vào ngày 21 tháng 11 tới. Cụ thể, công văn của Bộ Tài chính có nêu rõ việc đề nghị Bộ Công Thương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương rà soát, đánh giá việc thực hiện và báo cáo các nội dung chi phí cụ thể. Các nội dung bao gồm báo cáo chi tiết chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng, trong đó lưu ý các khoản chi phí vận chuyển, bảo hiểm, hao hụt, giám định không bao gồm VAT. Thời kỳ thu thập số liệu báo cáo là từ ngày 21 tháng 10 đến 14 tháng 11.
Bộ này đề nghị Bộ Công Thương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi các báo cáo nêu trên có so sánh phân tích đánh giá so với kỳ báo cáo trước, thời gian từ 1 tháng 6 đến 20 tháng 10. Các đơn vị này cũng đánh giá cụ thể về tính bất thường và tác động đến hoạt động kinh doanh của đơn vị, kiến nghị đề xuất về Cục Quản lý Giá thuộc Bộ Tài chính. Còn các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đồng gửi về Bộ Công Thương, thời hạn là trước 10 giờ ngày 15 tháng 11. Chi phí định mức xăng dầu chỉ là một cấu phần trong điều hành cung ứng xăng dầu trong nước. Theo Bộ Tài chính, việc quan trọng là công tác điều hành, phân bổ thực tế, không thể để xảy ra tình trạng xăng dầu tồn kho lớn, song người dân vẫn gặp khó khăn khi mua hay khu vực ngoài thành Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ xăng bình thường, trong khi nội thành thì khan hiếm. Bộ này cho rằng Bộ Công Thương cần chủ động bám sát thị trường, kết hợp linh hoạt giữa xăng dầu sản xuất trong nước với xăng dầu nhập khẩu, dự báo khu vực nào sẽ thiếu cung để điều phối phân phối về khu vực đó, điều hành linh hoạt từ khu vực còn tồn kho lớn về khu vực đang thiếu. Bộ Công Thương cần có bản đồ cây xăng rõ ràng của công ty, nhà phân phối đang chủ động được nguồn cung, cũng như đơn vị không nhập, không chủ động được để chỉ đạo bổ sung, chia sẻ giữa các doanh nghiệp. Cả một đời cống hiến, có giáo viên khi về hưu, lương chỉ hơn 3 triệu đồng. Kính thưa quý vị, hiệu trưởng lo lắng khi có làn sóng giáo viên nghỉ việc thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những giáo viên đang công tác tại cơ sở giáo dục. Trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kiến nghị trước Quốc hội nâng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, đặc biệt là đối với giáo viên mầm non, tăng từ 35% lên tối thiểu 70%. Kiến nghị của Bộ trưởng nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các chuyên gia cũng như các thầy cô giáo. Trao đổi với tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Cao Thị Minh, hiệu trưởng trường mầm non Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên của Bộ trưởng chính là nguyện vọng tha thiết của các thầy cô hiện nay, đặc biệt là với các giáo viên mầm non. Đề xuất này ngày càng mang đến nhiều kỳ vọng để các thầy cô giáo yên tâm tiếp tục gắn bó với nghề, dẫu công việc có nhiều vất vả và áp lực. Thời gian vừa qua, hiện tượng giáo viên bỏ việc cũng đã gây ra nhiều lo lắng. Trước đây, trường mầm non Hà Mỗ không có tình trạng giáo viên nghỉ việc, nhưng trong tháng 5 năm 2022 đã có giáo viên xin dừng công tác và chuyển sang việc khác. Nếu tình hình mức lương và phụ cấp vẫn thấp, không có sự cải thiện trong khi áp lực công việc nhiều, thì điều khiến chúng ta lo lắng là sẽ có nhiều giáo viên có chiều hướng đi tìm những công việc có thu nhập cao hơn. Trong bối cảnh giá cả leo thang, đồng lương chưa đảm bảo đời sống cho các giáo viên, nhà trường cũng luôn động viên các cô để các giáo viên cố gắng ở lại vì tình yêu nghề và gắn bó cống hiến cho ngành giáo dục. Hiện nhà trường có 44 giáo viên, bao gồm cả giáo viên hợp đồng. Tuy nhiên, trong tháng tới và cuối năm đều có giáo viên nghỉ hưu. Trong khi đó, thì công tác tuyển dụng hiện nay cũng rất khó khăn nên thật sự rất lo ngại về chuyện giáo viên xin nghỉ việc và bỏ nghề. Trên cương vị là quản lý, tôi cũng mong chính sách về lương phụ cấp cho giáo viên mầm non có sự thay đổi tốt lên để níu giữ các cô lại với nghề và tiếp tục đóng góp cho giáo dục. Cô Minh đã bày tỏ tâm tư. Theo hiệu trưởng trường mầm non Hạ Mỗ, với mức phụ cấp như hiện tại, việc giữ chân giáo viên mầm non sẽ còn khó khăn. Khi có làn sóng giáo viên nghỉ việc thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Nhà trường cũng ghi nhận nhiều tâm tư chia sẻ của các thầy cô trong môi trường giáo dục mầm non. Các cô phải đối mặt với nhiều áp lực về thời gian làm việc, tính chất công việc, đôi khi còn áp lực từ phía phụ huynh và nhiều áp lực khác nữa. Các cô giáo phải đi làm sớm, về nhà muộn, công việc trông trẻ nhỏ cũng vất vả và không hề đơn giản. Nếu không may các cháu chơi với nhau có va chạm xe rước cũng rất áp lực với cha mẹ các con. Nhà nước cần quan tâm đến chế độ lương phụ cấp cho giáo viên, vì với công việc này, các cô làm từ sáng đến tối cũng không có thời gian để làm thêm, để gia tăng thu nhập, phải đảm bảo mức lương, đảm bảo đời sống cho giáo viên để họ vững tâm gắn bó với nghề. Cô Cao Thị Minh có chia sẻ thêm, có những giáo viên giờ chưa tìm được công việc mới nên vẫn hàng ngày đi dạy, nhưng họ vẫn đang tìm những việc khác. Cũng có giáo viên rất yêu nghề, muốn gắn bó, dù lương thấp thì họ vẫn muốn theo nghề. Nhưng dù sao, họ vẫn kỳ vọng về mức lương tương xứng. Trò chuyện cùng với phóng viên, cô giáo Đỗ Thủy Quyên là giáo viên trường mầm non Suối Giàng của tỉnh Yên Bái có chia sẻ. Đề xuất của Bộ trưởng là rất hợp lý và cần thiết, vì những năm gần đây, giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng đã gặp rất nhiều áp lực. Giáo viên mầm non ở trường cả ngày, thời gian làm việc là liên tục từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều.
thậm chí có những ngày về rất muộn. Hơn nữa, ngoài giờ làm việc, tối lại soạn bài, chuẩn bị tiết dạy, mà tiết dạy của cấp mầm non phải chuẩn bị rất nhiều đồ dùng, rất công phu. Vì lý do đó, việc tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non là xứng đáng và cần thiết. Theo cô Quyên, giáo viên mầm non khối lượng công việc nhiều, rủi ro lớn, nhưng đãi ngộ vẫn thấp hơn giáo viên các cấp học khác. Giáo viên mầm non là một nghề phải đối mặt với nhiều nguy hiểm từ rất nhiều yếu tố. Cô Quyên tâm sự, bản thân mình là giáo viên vùng cao, những khó khăn mình gặp phải đó là đường đi lại khó khăn hiểm trở, lớp học thiếu thốn về đồ dùng thiết bị dạy học, phụ huynh là người dân tộc, trình độ và hiểu biết còn nhiều hạn chế. Thỉnh thoảng còn gặp phải phụ huynh nóng tính nên rất áp lực. Trong chuyến đi tập huấn cho giáo viên ở một huyện miền núi, tôi được nghe câu chuyện các cô giáo chia sẻ và thật sự thấy xót xa. Có những cô giáo hợp đồng lâu năm, mức lương hợp đồng chỉ trên 2 triệu đồng nhưng vẫn kiên trì bám nghề. Có những cô giáo là cán bộ quản lý, hiện giờ lương được hơn 6 triệu đồng và đến kỳ nghỉ hưu thì chỉ được trên 3 triệu đồng. Thực sự là xót xa cho một đời cống hiến. Nữ giáo viên này cũng cho biết thêm, mức lương hiện tại của cô tính cả phần trăm đứng lớp, phần trăm khu vực, thâm niên vùng cao đến hiện tại cũng chỉ là 8,2 triệu đồng trên một tháng. Mức lương như vậy để trang trải cuộc sống thật sự là rất khó khăn. Cô Quyên cho rằng, ngoài phụ cấp thì nên duy trì chính sách thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng cao. Còn hiện nay, giáo viên công tác vùng cao chỉ được nhận đãi ngộ trong 5 năm đầu, sau đó không còn nữa, trong khi những khó khăn của vùng cao thì vẫn như vậy. Chính vì vậy, các chính sách đối với giáo viên mầm non, đặc biệt là các giáo viên vùng cao, phải được quan tâm nhiều hơn nữa để các thầy cô yên tâm gắn bó với nghề, toàn tâm cống hiến cho ngành giáo dục.